xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe, em tắm trắng màu da và vội quên đi mái lá liều tranh. Điều đó vẫn quanh đây, có nghĩa là bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời như những chuyến xe, chuyện ngựa xe cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, lặng lối xấu để được gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Sau những ngày tháng gọi là rong ruổi tại Sài Gòn, mình mới ngồi kiểm tra lại sổ đời của cuộc đời mình. Thì đêm đó gần Tết rồi, mình mới viết bài hát Bình Thường Thôi. Bài hát này thì việc quyết định rằng không đưa cho một bất cứ một ca sĩ nào hát. Khi mình viết, mình hát giao lưu á, thì rất là nhiều ca sĩ thích, nói thôi việc đưa cái bài hát này mình hát đi, bài hay quá hay là nó rất hợp với mình. Nhưng việc quyết định là không, bài này chính là bài hát của mình cho cuộc đời mình. Nó có những cái thăng trầm, những cái ngữ cảnh mình ra đi, rồi mình cũng chạm tới ước mơ của mình và mình còn bước đi tiếp. Thế là cái bài hát này nó gắn liền với cuộc đời mình. Mình đi ra ngoài đường á, những cái người đã từng yêu mến bài hát này gặp mình không bao giờ kêu là Việt cả, mà kêu là bình thường thôi, đi đâu đó. Cứ đi ra ngoài đường là cứ kêu bình thường thôi là mình biết là kêu mình rồi. Khi mình hát ở phòng trà mà nếu mà làm một đêm nhạc cứ đặt cái tựa bình thường thôi là bảo đảm khán giả của mình còn đông lắm. Công ty điện tử Sáp Việt Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình.